Good morning các bạn ơi. Sài Gòn sao rồi? Hôm qua cái toilet nó cái kéo nước á, nó cứ chảy nước hoài, nó không thường thường nó có cái trong nó có cái flow đó là cái phao á. Nó nổi lên khi mà nước nó đầy cái nó tự động nó tắt cái nước chảy vô. Nhưng mà cái valve á, cái nó bị hư rồi. Coi YouTube nó chỉ cách sửa làm sao thì lúc nó tháo ra nó kêu mình chữa chùi cái vào chút xong rồi gắn lại thì có thể nó quất, tháo ra gắn lại không quất cái nói thôi mình phải tháo cái vào ra, nhưng mà mình để cái gì đó mình chặn cái nước lại, đặng mình vặn cái mở cái vòi nước thì nó tự động nó xịt mạnh lên á, nó đẩy mấy cái chất rác ở trong đó ra. Nhưng mà mình đợi coi không kỹ, vặn nước lên cái nó xịt tuốt cái nước nó bắn tùm lum tà la ướt nhẹp. Bây giờ cuối cùng làm nó cũng không được luôn, thôi bây giờ đi sáng nay mình đi ra tiệm mua cái nguyên một cái ống mới về thay cũng rất là dễ. Chỉ cái là mình phải lựa đúng 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 cái ống này, thường thường thì nó cũng có cái standard size. Chứ còn không thì thôi thì là phải nha, mà kêu plumber là mấy người mà kỹ sư cầu cống tốn tiền lắm. Sửa ba cái gì lặt vặt vậy chứ mà tốn cả trăm đồng chỉ như dễ. Có nhà cửa thì phải thay, phải biết tự thay đồ lặt vặt vậy đó. Làm chủ nhà cũng mệt lắm, chủ nhà cho mướn nhà bên đây á, là cái này nó hư cái kia nó hư, nó réo mình đấy. Hiện tại bây giờ cái vụ Covid này nó không trả tiền chứ trời ơi, bà chị có cái nhà dưới kia một năm trời rồi, nó ở nó không trả tiền á, đuổi không ra. Tại chính phủ nói ok không không có được đòi tiền đó, mà nói chính phủ sẽ đền lại gì đó mà thấy công nhận tụi nó lạm dụng phải không, chứ thật ra nó cũng đâu có thiếu thốn gì đâu, nó đi làm bình thường mà nó không thèm trả tiền, lợi dụng cái cơ hội này. Cho mướn nhà mà đuổi nó ra cũng không có gì dễ, nó đuổi nó phải cho nó mấy 30 ngày nó đuổi nó ra, nó xong rồi nó phá banh nhà hết rồi mình phải thưa nó đủ thứ tiền hết, thưa cử cử nhau bên đây tòa án đồ gì nó cũng đầy nhóc, mỗi lần là thưa đâu có dễ đâu, phải chờ đợi rồi phải kiếm luật sư thưa. Small claim thì không cần luật sư nhưng mà cũng ra cãi mệt. Cho nên là lúc mình đi làm có tiền mình định mua căn nhà đặng mình là cho mướn, cuối cùng nghĩ lại thôi. Chỉ lại người bạn của mình nó nói mình muốn làm slumlord, như là landlord là chủ nhà đó, mà nó đổi là đọc là slumlord. Slum là giống như mấy cái nhà lụp sụp đó, là cho người ta mướn không không có chịu sửa chữa mà cứ lấy tiền, nhất cái chỗ mấy chỗ nhà nghèo quá cái chuyện nó rất dễ nhiều. Anyway, tôi có hỏi tới đó mình có thấy có cái quán cà phê Peak Coffee thì mình ít khi uống tưởng cà phê Starbucks McDonald's, vô đó uống thử Peak Coffee coi nó ngon không. À, quậy quải quá. Coi tin tức Việt Nam rồi này nọ, ba cái phong tỏa vậy gì này, chữ gì giãn gì đó, căng giãn, căng cách ly, ca giãn gì đó, mấy cái danh từ đó nhỏ mà đâu có nghe tới đâu. Anyway thì cũng thấy khổ ha, không có được giao hàng này nọ, đồ giao hàng thức ăn đồ gì cũng bị cấm luôn rồi, tiêu rồi đói bụng chết.
Có ở nhà mà có thủ sẵn bột mì gói nè, gì đồ khô ha, cá khô, chao, rau cải đồ gì thì được có mấy ngày là nó hư rồi ha. Nói như được mà phải đi chợ được mà phải không? Chợ búa thì được, còn chỉ có đi ăn hàng thì không được thôi. Là như vậy. Rồi đọc cái tin tức hoa hậu chửi ca sĩ Quy Quanh hoa hậu gì đó. Rồi cái cũng mắc cười. Ca sĩ này chửi người nổi tiếng này, chửi người nổi tiếng nọ. Chửi qua chửi lại, binh qua binh lại mà ta. Nghe cái vụ cái này cái vụ này lâu rồi mà mình không biết ha, cái vụ mà nói cái nhà ma gì ở Sài Gòn, ba căn nhà của người Hồng Kông đầu tư vô rồi cái cất lên rồi cái cuối cùng bị có người chết ở trong đó, hai ba người chết gì đó, rồi cái ám ảnh trong đó người ta sợ quá rồi người ta không dọn từ từ ra, cuối cùng giờ không còn ai ở Kiều Thuận hay Thuận Kiều gì, Thuận Kiều hả? Mình nhớ đi về Sài Gòn có thấy cái ba cái căn nhà đó, tại vì nó cũng cách gần Chợ Lớn đó, nó đi về Chợ Lớn thì mình thấy có ba căn màu hồng, bây giờ thành nghe nói sơn màu xanh. Nhiều cái tin tức coi Việt Nam, nhiều cái đau lòng, nhiều cái thấy nực cười, nhiều cái thấy cũng còn nghĩnh. Cũng như ở đâu cũng vậy thôi mà, con người ta giờ cái lạ lùng, có xe đụng rồi cảnh sát xe đụng banh nát hết trơn, trời ơi. Người đi đâm từ bên trong ra rồi người chạy thẳng này đụng, hình như không có sao, thấy đứng ở ngoài. Nói tới xe đụng, nói Việt Nam chạy xe thấy mà ớn mình vậy mà không thấy đụng. Đi Việt Nam mình ngồi trên xe, sau xe mình thấy sợ chết luôn, thấy tự nhiên chạy thấy sánh tới bên kia nó chạy xong rồi cái quẹo 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 không biết làm sao chứ. Thấy mời mấy người ta Tây ta về về Việt Nam ở riết rồi cuối cùng cũng quen lại lái cũng được. Mình nay đang muốn mua chiếc xe đạp mà nó có điện, bình điện chạy á, gọi là e-bike, cái tốt thì chắc cũng khoảng 1.500, mà mua mấy cái dởm này mà từ 700 800 này mình sợ nó bị hư không có đồ thay rồi hay là nó dễ hư lắm, không biết nó còn mua mắc quá rồi cái xài được thời gian rồi con mình này nó cũng thấy nó có vẻ nó thích đi xe đạp rồi đi đây đó, cũng tính mua hai cho con xài. Mình mấy lần đến đạp ra từ nhà đến công viên đang đậy chạy vòng công viên mà đạp nửa đường không tới, chưa tới công viên thở một hơi ra hơi có 3 mai à, 3 4 mai vậy. Quán cà phê đây đấy, lúc mình mua xong mình về mình ghé vô mua, giờ đi vô mua cái đồ trước. Ok, để mình đi cúp đây, sắp tới đây. Đây, mới bán mấy cái lò nướng thịt quá trời, từ rẻ từ 100 đến 108, 118 đồng cho tới 300 đồng. Ba cái lò 100 này xài dở ẹt nè. Lò này lò ga, thì lò than. Khoảng cỡ này được à. Yeah.
có cái lò ở đây. Tắm hoa. Hay cái này để ngoài hè vui. Nó không định mua cái liều đó đó mà thấy nó không biết để ở đâu. Cái liều này nè. Đây bữa đây coi nó còn. Hỏi nhân viên cũng không biết nữa. Này có 170 à. Đến khúc này thì cái tiệm nó mở nhạc lên, mình phải cúp đi. Mà trước khi vào trong đó mình đi vòng thử coi chỗ này có để cái liều mình muốn mua không. À, nhiều lúc mình cầm máy mình quên đó, mình quay nhiều quá, coi lại thấy hơi chóng mặt. Những người nào mà thích sửa chữa đồ trong nhà, nói đúng ra người nào, mấy cái này mấy cái đuốc nè, trong vườn đồ đốt lên đẹp, vườn đẹp á. Thích sửa chữa rồi hay là những người nào có nhà họ thường vào đây lắm, hồi xưa mình nhà cửa hư cái này hư cái nọ là cứ phải vào đây mua mua đồ tiếp thôi. Đây là toilet đây để tìm thay nguyên cái toilet thì mình chưa bao giờ làm hết, tại vì thấy cũng không có khó lắm nhưng mà mình phải tháo nó ra rồi hôi lắm thà mướn thợ làm hơn. Thì mình có thay cái bồn thì có đây nguyên toilet không. Dạ, coi như trong đây nó bán đồ tủ lạnh. Nghĩa là cái gì trong nhà cửa cần thiết là có hết. Này mấy cái sink, mấy cái đồ này, cái này chỗ cái BD rửa mông. Đây vòi tắm sen. Đi đến chỗ này là cái trong nhà bếp và cái khu này chỉ nhà bếp và cái bồn tắm thôi. Đâu đây nè. Oh, đúng rồi, toilet đâu đây nè. Plunger. Ok, bên đây đúng rồi. Đây là những cái phụ tùng lẻ tẻ mà mình thay trong cái bồn bồn toilet ấy. Cái mình cần là nguyên một cái đồ ống nổi, cái vào, nguyên cái vào này luôn mà nó mình không cần thiết mua cái màu đỏ đỏ, cái vào đỏ đó, nhưng mà kệ nó bán bịch này mình mua luôn. Thì mình coi cái universal là thường thường là nó cùng cái size đó. Ok, cái này chắc đúng rồi, thôi mình mua. Đi ra thôi. Hôm nay mình không có thời giờ để mình đi dạo dạo kiếm đồ mua. Chứ thật ra mình cũng cần cái list để mình làm cái list là mình bữa nào mình vào đây mình mua đồ, chắc mua lại mua vào đây tìm kỹ lại mua cái liều nè ha, đi xuống chỗ vườn hoa mua mấy cái phân để mình trồng ớt. Ở đây tủ lạnh quá trời. Nhiều từ tới cả chục hiểu rồi. Vào đây thì cái khu này bếp nè, lò nướng thịt, bếp đồ gì cho cái bếp ga nè, cho mấy người nào mà chuyên nghiệp nấu ăn rồi gì. Đây và máy giặt, máy sấy quá chừng quá đất. Tôi nói cái trong cái nhà kho này nó rộng lắm. Ồ, hoa lan nè, hoa lan tím, hoa lan trắng. Ai thích hoa lan về trồng. Bây giờ đi ra tính tiền. Thời bây giờ là nhiều, rất là nhiều tiệm ở bên Mỹ là mình tự mua, tự trả tiền ra luôn, không ai tính tiền cho mình hết á. Bữa nay ở đây nó chỉ có chỗ tính tiền tự động thôi, không có bên kia không có ai, nghĩa là không có ai mà làm việc hết. Nghĩa là mình tự biên tự diễn hết luôn á các bạn. Đây ở đây bỏ vô tính tiền. Rồi, bấm số vô. Này nó muốn cái đó, xong rồi là cứ móc thẻ trả tiền, rồi lấy giấy ra, lấy receipt, rồi tự động đi ra. Ngày xưa mình nghĩ làm gì có cái chuyện như vậy ha. Nhưng mà bây giờ thì dẹp, tự mua, tự biên, tự diễn hết. Đi vô... quên lần sau trở lại mua đất đặng trồng cây ớt á, mình quên đó, cũng có vài món mình muốn mua mà quên.
bên trong nó để nhạc trên cuối cùng mình phải lồng tiếng sau á. Cái tiệm này là tên là Lowe's, có một tiệm nữa tên là Home Depot. Hôm sáng hôm nay lại lạnh quá trời vậy ta, kỳ hè kỳ cục, lạnh luôn, không có mặc áo lạnh. Sáng sớm không có còn vắng quá ha. Đó là những cái khu apartment sang trọng. Pit Coffee, cà phê Pit. Không có thịnh hành bằng Starbucks. Starbucks thì nó nổi tiếng hơn. Ở đây có Ramen House, mì Nhật ấy nha, đóng chưa có mở ha. Tùng ký, nêu tùng ký, mì tùng ký. Đây. Cà phê Thơm Phức à, không biết nó cũng xin dở. Cũng giống mấy cà phê Starbucks đi McDonald's thôi, nó cũng nhạt nhạt. Nhưng mà những cái cà phê khác mình thấy mùi thơm lắm, nhưng mà mình không biết kêu loại nào. Mấy cái loại đó nó như có đường. Ê da, thằng mắc cây quá vậy. Mì Tùng Ký này hôm nào tới mua ăn thử ra ta, với mở chưa? Chắc mở rồi. Yeah, mấy cái bên đây mướn nhà ở mắc lắm nè. Nhà mướn gần từ 2.000, 3.000 một phòng, hai phòng mướn mắc. Ở gần những chợ, gần việc làm. Ngày xưa đi làm cũng rất là gần ở đây luôn. Ra khu này ăn ăn trưa. Bên đó có cái quán bánh mì. Bánh mì gọi là sour bread đó. Cái mình thích nhất là pastrami. Ăn với nó ổ, nó cũng giòn giòn, chua chua, giống như cái kiểu bánh mì Việt Nam mà nó mùi vị thì rất là khác hẳn. Cái đó, pastrami nó cái mùi thịt bò mà nó ướp muối xong rồi nó hấp lên sao. Giờ ghé đến nhà mẹ chị xong rồi chơi ngồi đó tán dóc với mẹ già, giữ gìn coi chừng mẹ già cho đến chắc khoảng 12 mấy 1 giờ mới về sửa cái toilet. Mày 2 tháng trước bị ngã bệnh, bắt đầu tự nhiên khỏe mạnh như đó, đi cái ra ngoài cái tự nhiên té té cái chày tróc da nè, cái nó bị sợ quá, bị phải ai cũng canh chừng hết. Lúc đó mới mua cái đồ đẩy đẩy cái cho mày già đi thì cũng không sao, băng lại cái vết thương 1-2 ngày tuần sau chứ. Tự nhiên đau bị rời leo trên cái vai nè, nhức dễ sợ luôn. Rồi mình đâu biết cái bệnh đó bệnh gì đó, nhờ giờ chưa có thấy. Nhiều người nói tới vì ai cũng biết cái bệnh rời leo, mình không biết rời leo. Rời leo, dưa leo gì không biết. Rồi cái sức thuốc, mua thuốc sức vậy. Cái mỗi lần nó đau cái mới dài la quá trời luôn. Rồi cái tự nhiên hôm đi sụm xuống đi không được, tự nhiên cả ngày cả người nó giật vậy nè. Nó nói trời cái gì này kỳ cục vậy. Đó cái mới tính chở đi nhà thương. Anh em đồ tới coi coi, nói thôi
để chở vô nhà thương, gọi là cái mình tự chở tới vô trong cái emergency cấp cứu ấy. Thì họ khám xong cái họ không thấy gì hết, mà họ cũng không nhìn cái vết thương, họ không có biết nữa gì hết. Chỉ nói là bị té vậy thôi, rồi giật 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 cái chân như thế này, rồi cuối cùng ấy, họ cho thuốc uống đau uống về. Qua ngày hôm sau tự nhiên đi toilet tự nhiên sụm xuống té xuống cái bịch, phải gọi 911 kêu có xe cấp cứu tới chở vào nhà thương. Vào nhà thương thì bác sĩ coi cái tới coi lui, coi tới coi lui, bắt đầu cho nhập viện. Thì ở cũng 2 ngày, bác sĩ nói rồi cái chấn thương này là chắc giời leo, single để cho thuốc xong rồi trả rồi cho về nhà. Mà thuốc uống làm sao mà giờ tự nhiên bị không lãng lãng trí, không có nhớ, không biết gì, nói làm sao tự nhiên nửa đêm đi đứng dậy té cái chạy cái đầu, phải vô cấp cứu lần nữa. Lần này vô cấp cứu là coi như bị giống như sản sản, không biết nói. Lúc đó mình cả nhà sợ nó chắc xong rồi, mẹ già lúc này chắc chết. Bữa lên lúc đó mình ngưng vlog cũng cả thời gian luôn, lo ngày nào chạy vô bệnh viện thăm mẹ già xong rồi cái cho về cái đó là vô lớp cấp cứu 3 lần rồi đó. Về nhà cái sao nó ta nhớ quên rồi. Vô trong bệnh viện lần thứ tư luôn á, nó ở đến 4-5 ngày, lúc đó là mất sức rồi, không có giờ là đi không được mà ăn uống thì mất sức rồi, cái tiểu tiện đồ gì trong tả đồ gì đó, ôi trời, nó phiền, nó mỏi mệt lắm, nói chuyện không có rõ ràng nữa. Nhưng mà bác sĩ nói 5 ngày cũng cho về nhà. Lúc đó về nhà thì có y tá tới thăm mỗi tuần đó. Thì cứ tiếp tục uống thuốc mà mỗi lần đau lên thấy tội mẹ già lắm. Rồi cái dần 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 1 tuần 2 tuần sau mới tỉnh lại. Mà đi đứng không nổi nữa. Rồi bây giờ thì sau 2 tháng rồi thì tỉnh táo lắm rồi. Nói chuyện rồi tốt lắm. Nhưng mà có cái không có đi đứng vững nữa. Lúc nào cũng phải có người ta coi chừng, nhất là bị té 2 lần này sợ quá, cho nên lúc nào cũng phải có người canh chừng 24 tiếng canh. Trở lại hiện tại thì cho nên ngày nào cũng phải đi qua để canh chừng mẹ già từ sáng đến trưa, rồi chị ở nhà thì canh chừng, xong rồi đến chiều tối thì có người nào mấy người khác rảnh thì cũng tới lo cho mẹ già vậy đó, ngồi nói chuyện cho mẹ già đừng có buồn. Giờ khỏe rồi nhưng mà con cái đi rất là yếu luôn, tại vì 92 tuổi rồi, mỗi lần mày bị bệnh nặng như vậy là nó không còn như xưa nữa. Nói chuyện chắc ổn dữ ha. Lúc này bởi vì nhiều lúc mình thấy chán lắm, lo mẹ già bận rộn rồi lo cho con rồi không được đi đâu hết. Rồi Việt Nam bây giờ tình hình nó quá tệ luôn, sao chịu đựng thôi, cố gắng lên. Hiện tại giờ đang 60 độ, lạnh hè, giữa hè. Mấy năm trước mới đi đi du lịch về rồi chơi, chuẩn bị cho mấy đứa con chơi qua vào nhà tụ trường. Tới khi nào đó được đi du lịch lại ha. Như hôm qua thì mình nói ví dụ
ước gì được về Việt Nam đi tới đi lui đi đi xuôi đi ngược. Anyway thôi mình cúp đây nha, cái gì tiếp tục chia sẻ sau lúc sửa cái toilet. Bây giờ thì mình sẽ thay cái nạnh này, này cái bao này. Coi như hiện tại thì khi mà mình flush, mình xối, cái nước nó chảy ngoài luôn, nó không chịu ngưng. Cái bào nó kêu hư rồi. Ôi, cái chuyện tháo đơn giản này ngày xưa cầm tay vậy là mình dặn ra được, mà bây giờ cái tay mình sao nó đau quá, không có dặn được nữa. Ây da, già khổ, chắc phải nghĩ làm ba cái việc lăn tin này nó mới được. Ok, tháo nó ra được rồi. Bây giờ mình sẽ thay cái mới này vô. Hy vọng nó mọi thứ nó sẽ đó, cái cũ này quá giờ nó bị hư rồi. Ok. Làm lâu hơn là mình tưởng tượng. Ngày xưa là làm như cái rụp chừng maybe 20 phút xong, bây giờ làm không biết có chảy không. Cái quan trọng là nó đừng có bị chảy nước nè. No leaking. Bây giờ mình mở nước lên đây. Chảy nước không đây? Cái này là mình chỉnh cái độ nước. Nước ta đang chảy vô rồi. Nó sẽ tự động tắt nếu như mình... Cái phao này là nó sẽ nổi lên rồi nó sẽ tự động tắt. Yeah, để coi. Hồi hộp. Thở sữa. Tắt không nhảy. Ok, giờ nó tắt rồi. Cái độ nước cao quá để mình dặn xuống ta. Ok, bây giờ mình dội thử. Không có bị lít gì hết, tốt. Không bị chảy nước. Này mình check kỹ nó được hay thôi, làm hơi bỏ đi ra ngoài thôi, nguyên cái cậu nó ướt nhẹp tại ok. Tắt đi. Đúng. Perfect. Yay, good job.